Xin chào các bạn, Ngọc Anh rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của tin tức mới và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ, hãy cùng với mình theo dõi nhé! Ra tù đúng đợt giãn cách xã hội, hai thanh niên định đi bộ 255 km về quê và cái kết bất ngờ khi gặp cảnh sát giao thông giữa đường. Hai thanh niên sau khi mãn hạn tù đã đi bộ một quãng đường dài do không bắt được xe để về quê. Trưa ngày 8 tháng 8, Tổ tuần tra phòng chống dịch COVID-19 thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Phan Rang Tháp Tràm phát hiện hai thanh niên đi bộ ở khu vực phường Đô Vinh nên gọi lại kiểm tra giấy tờ. Được biết hai thanh niên này, một người quê Bình Thuận, một người quê Đồng Nai, cả hai đều xuất trình giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù tại trại giam Sông Cái, Bộ Công an thuộc xã Phước Tiến, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận do giám thị trại giam cấp vào ngày 8 tháng 8. Sau khi ra trại cả hai đã đi nhờ xe tải đoạn đường gần 40 km ra quốc lộ 1A để tìm đường về nhà. Tuy nhiên đến thành phố Phan Rang Tháp Chàm, cả hai không bắt được xe để về quê tiếp do thành phố đang giãn cách theo chỉ thị 16. Sau khi biết được hoàn cảnh, công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã hỗ trợ hai thanh niên đi test virus COVID-19, kết quả âm tính, sau đó các chiến sĩ đã đón xe gửi nhờ hai thanh niên về quê ngay trong buổi trưa. Trước khi đi, các cán bộ cũng đã hỗ trợ một ít kinh phí, đồng thời vận động nhóm thiện nguyện phản ứng nhanh và một số nhà hảo tâm tặng quà, giúp hai thanh niên có thêm động lực để hòa nhập tốt với cuộc sống. Thông tin trên sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự chú ý. Một số cư dân mạng đã gửi lời động viên tới hai thanh niên, đồng thời tán dương hành động giúp đỡ kịp thời của các cán bộ công an. Ra tù được là tốt lắm rồi, chúc các bạn làm lại cuộc đời và thành công dân hữu ích cho xã hội. May mắn gặp được các anh công an tốt bụng, các bạn hãy làm những người tốt xứng đáng với sự tin tưởng gửi gắm của mọi người nhé. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này, hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của Tin tức mới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.